Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 19 tháng 6 anh em. Rồi, buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng mười mấy lô anh em. Hôm nay thì hàng mới về nghe anh em. Rồi, buổi trưa hôm nay là em về thêm được 300 cây nữa nghe anh em. 300 cây nữa ha. Thì tối nay em cho tranh thủ em soạn ra em lên video cho anh em luôn. Rồi, buổi tối hôm nay thì lên khoảng mười mấy lô anh em. Hôm nay thì có là Austin 26 nè. Rồi Tanaka Mitsutl 20. Rồi có một cây Austin đó nha anh em, Austin to ha, Austin đùi gà. Rồi xin đi qua 2006. Xin đi qua ba số màu xanh nha anh em. Rồi xin đi qua S 2023 ha. Phía dưới thì có Austin 22, 24, 23 đó nha anh em. Magu. Rồi Komatsu 2KC ha. Rồi ở đây thì em có hai con máy siêu to nha anh em. Con này là Hitachi 33 nồng 37 ly, Mitsu Ten 170 anh em, nồng 36 ly ha. Rồi hai con này thì nãy em quên ghi số anh em. Thì ở đây thì em giới thiệu luôn ha. Con này là con Hitachi 33 nồng 37 ly anh em. Con này bình sân trên. Rồi con này bán cho anh em 1 triệu ha. Anh em nào chốt thì nói giùm em là con Hitachi 33 anh em. Rồi con này 1 triệu. Còn con này là con Mitsu Ten 170 anh em. Con này thì là 1 triệu 3 ha, bình sân trên anh em. Con này thì cần của nó là cần lớn, tâm lớn luôn nè. Cái đầu bò của nó là đầu bò xây lên xây xuống được nha anh em. Đó, đầu bò xây lên xây xuống được ha. Rồi con Mitsu Ten 170 nha anh em. Con này 1 triệu 3. Còn con Hitachi này thì nó là 1 triệu ha, ủa là 1 triệu nha anh em. Bình xăng bể thì em đổi cho anh em bình xăng khác. Rồi tiếp theo là lô đầu tiên là lô Austin nha anh em. Austin này là Austin 2601 và 2603. Đây, Austin 2601 và 2603 nha anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em. Rồi lô số 1. Lô số 1 anh em hai cây là 2 triệu 6, 1 triệu 3 một cây. Austin nha anh em. 1 triệu 3 một cây, hai cây là 2 triệu 6. Lô số 1. Chế đó là xài chế quanh gồ ra ngang hết nha anh em. Ra ngang hai kim luôn ha, chế hai kim luôn nha anh em. Đó, chế ra ngang quanh gồ hai kim luôn. Rồi, lô số 1 này là 1 triệu 3 một cây. Tiếp theo là lô số 2. Lô số 2 là hai con Tanaka vượt sao anh em. Rồi tay lái thì là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 2 hai cây là 1 triệu 1 anh em, 550.000 cây ha. 550.000 cây Tanaka vượt sao. Lô số 2 hai cây 1 triệu 1. Rồi lô số 3. Lô số 3 là lô Mitsu TL 20 anh em. TL 20 ha, ba con màu vàng, một con màu đỏ tôm gầy. Rồi lô số 3 này là ba cây 2 triệu rưỡi 50. 850.000 cây anh em. Mitsu TL 20. Tay lái của lô này thì hai cái tay lái dài và hai cái tay lái tròn anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 3 anh em, ba cây 2 triệu rưỡi 50, 850.000 cây. Mitsu TL 20. Rồi lô số 4 là con Austin anh em. Austin này là nó để là 90 anh em, KM 90 ha. Rồi con này thì tay ga bóp trên ống cần anh em, tay lái là tay lái tròn. Con số 4 này là 1 triệu anh em. Ủa 1 triệu rưỡi chứ lộn. Số 4 này là 1 triệu rưỡi. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi Austin anh em. Con này con số 4 1 triệu rưỡi. Con số 5 là con Austin đùi gà. Austin đùi gà anh em, con này cũng bao đẹp luôn ha. Rồi cái nắp xăng này nó rớt ra anh em. Rồi cái nắp xăng này nó cũng bể luôn rồi anh em ơi. Để em đổi cho anh em nắp xăng khác. Austin anh em FS 55 nè. Rồi con này Austin đùi gà anh em. Tay ga bóp trên ống cần. Tay ga bóp trên ống cần luôn ha. Rồi con số 5 anh em 900.000. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn cho anh em luôn. Rồi con số 5 anh em 900.000. FS 55. Rồi lô số 6. Lô số 6 là lô này là lô Shindewa Shot anh em. Shindewa Shot 2006 ha, 2006 anh em. Rồi nồng 34 ly, chế của nó là xe chế ra ngang quanh gồ luôn anh em. Ra ngang quanh gồ luôn hai kim. Rồi tay lái là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 6. 3 cây 3 triệu 9, 1 triệu 3 một cây. Shindewa Shot 2006, lô số 6 anh em. Lô số 6. Rồi em quên quay cái mặt giật của cái lô phía dưới này. Đây, FS 55 anh em, con này 900.000 ha. KM 90, con này 1 triệu rưỡi. Còn đây là Mitsu TL 20 anh em. Lô này 850.000. Tanaka Việt sao, lô này 550.000.
Còn đây là Austin nha nam. Austin ha, FS 2603, 2601, 1.3 cây. Rồi tiếp theo là lô số 7 nha nam. Lô số 7 là lô này là lô Kiwit. Kiwit Echo Kiwit 272 nồng 34 ly nha nam. Nồng 34 ly, lô số 7 này là 2 cây là 2.2, 1.1 cây. Tay lái là một tròn và một dài. À, tay lái dài là ga bóp trên ống cần nha nam. Ủa trên tay lái ha, còn tay lái tròn ga bóp trên ga bóp đây. Nó quấn bằng keo dính cái ga bóp vô đây rồi. À. Rồi. Con này là nồng 34 ly nha nam. Nồng 34 ly ha. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn cho anh em luôn. Lô số 7 nha nam. 2 cây là 2.2, 1.1 cây. 1.1 cây. Tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 là lô Echo. Echo là Echo 200 nha nam. Echo 200 ha. Rồi lô này 4 cây là 2.2, 550 ngàn một cây nha nam. 550 ngàn cây ha. Tay lái của lô này là tay lái tròn nha nam. Lô này có tay lái tròn, có một cái tay lái dài. Rồi lô này 550 ngàn cây, 4 cây là 2.2. Lô số 8. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn nha nam, đầy đủ luôn ha. Lô số 8 nha nam, 4 cây là 2.2. Rồi lô số 9 là lô này là lô Sindewa nha nam. Sindewa là Sindewa 232 nè. Sindewa 234 nha nam. Rồi lô này thì đặc biệt luôn anh em ơi. 234 không ha. Lô này là 4 cây là 234 hết nha nam, có 1 cây là 232 thôi. Rồi lô này là lô số 9 nha nam. 5 cây 4.5 triệu, 900 ngàn một cây. Tay lái của lô này là tay lái tròn nha nam, tay lái tròn ha. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn, bao đầy đủ nha nam. Lô số 9, 5 cây 4.5 triệu, 900 ngàn một cây. Xin đi qua 3 số. Rồi lô số 10. Lô số 10 là lô này là lô xin đi qua S 2023 nha nam. Đây xin đi qua S 2023 ha. Rồi lô này thì em sẽ tặng cho anh em là tay lái luôn ha. Tay lái này là lô này em sẽ tặng cho anh em tay lái dài nha nam. Tặng tay lái dài. Rồi lô này giá rẻ tặng tay lái dài luôn. 6 cây 3.3 triệu, 550 ngàn cây nha nam. 550 ngàn cây. Xin đi qua S 2023. 550 ngàn cây tặng tay lái dài. Lô số 10. Rồi xin đi qua anh em S 2023 ha, 550 ngàn cây tặng tay lái dài luôn. Xin đi qua 3 số nam. 900 ngàn một cây. Echo 200, lô này 550 ngàn một cây nha nam. Echo Kiwit 272 nồng 34 ly, 1.1 triệu một cây. Còn bên kia là xin đi qua 2.600 nha nam. Lô đó 1.3 triệu một cây ha. Rồi tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là lô Austin nha nam. Austin này thì em thấy là 22 nè, 21 nè, 21, 23, 24 nha nam. 21, 22, 23, 24 luôn. Rồi Austin nha nam. Lô này thì 650 ngàn cây ha, 8 cây là 5.2 triệu nha nam. 650 ngàn cây. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới nha nam. Tặng tay lái dài dài mới ha. Bỏ tay tròn nha nam, bỏ tay tròn ha, em tặng tay lái dài mới. Austin nha nam. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ luôn, bao đầy đủ. Lô số 11, 8 cây 5.2 triệu, 650 ngàn cây. Lô số 11. Rồi lô số 12 nha nam. Lô số 12 là cơm Matsu G2KC. Rồi cơm Matsu G2KC nha nam. Nồng 32 ly ha, dòng máy cơm Matsu. Mấy cái dòng máy cơm Matsu thì vậy phải nói cực kỳ nha nam, cực kỳ bền luôn. Rồi, tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài mới luôn ha. Tặng tay lái dài mới luôn. Cơm Matsu G2KC nha nam, lô này tổng cộng 5 cây. 5 cây là 3.5 triệu, 700 ngàn một cây. Lô số 12 ha. Lô số 12 nha nam. 5 cây 3.5 triệu, 700 ngàn cây. Rồi đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành ha. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Lô số 12, 5 cây 3.5 triệu. Lô số 13 anh em, tiếp tục là Austin ha. Austin anh em, lô này thì 650 ngàn cây luôn. 5 cây là 3.250 anh em. Austin. Rồi lô này thì 650 ngàn cây anh em. 5 cây 3.250. Lô số 13. Rồi lô số 14. Lô số 14 là lô này là lô Magu anh em. Lô số 14 là lô Magu ha. Rồi Magu này là Magu 23cc anh em. Magu 23cc ha. Rồi lô này tổng cộng 10 cây anh em, 10 cây.
Rồi tay lái của lô này là, rồi lô này em sẽ tặng cho tay lái dài luôn anh em ơi, tặng tay lái dài luôn ha. Magu nghe nè, Magu 23 ha, bao đẹp luôn nè, cực kỳ đẹp luôn nha anh em, đó cực kỳ đẹp luôn. Rồi Magu 23 này là 10 cây anh em, 10 cây 9 triệu ha, 900 ngàn một cây anh em, 900 ngàn một cây, 10 cây 9 triệu, lô số 14. Lô số 15 là Magu 20 nha anh em. Đây Magu 20 ha, lô số 15. Rồi lô này thì 6 cây 4 triệu rưỡi nha anh em, 750 ngàn cây, Magu 20. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài hết luôn ha. Magu 20 nha anh em. Rồi lô này 6 cây là 4 triệu rưỡi, 750 ngàn cây. Đầu bò trứng kẹp dao thì bao đầy đủ hết nha anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 15, 6 cây 4 triệu rưỡi, 750 ngàn cây. Rồi lô số 15 anh em, Magu 20 ha, 750 ngàn cây. Còn đây là Magu 23, lô này 900 ngàn một cây anh em. Lô này tổng cộng 10 cây ha. Rồi Austin, Austin 22, 23, 650 ngàn một cây. Komatsu G2KC, 700 ngàn cây. Rồi Austin 21, 22, 23, 24, đầu tròn anh em. Lô này cũng 650 ngàn cây luôn ha, tặng tay lái dài luôn. Rồi cuối cùng là lô số 16 anh em. Lô số 16 là lô Austin đầu vuông ha. Ở tin đầu vuông này thì nó là 22 anh em. 22 nè, 23. Rồi 22 23 anh em. Ở tin đầu vuông ha. Lô này liền lạc đủ đồ anh em, bao đẹp luôn nè. Rồi lô số 16, 5 cây. Ủa 9 cây chứ. 9 cây là 5.850.000 anh em. 650 ngàn cây ha, lô số 16. Lô số 16 anh em. Ở tin đầu vuông. Rồi lô này thì bán cho anh em 650 ngàn cây luôn ha. Bao cho anh em tay lái dài nữa nha anh em, bao tay lái dài nữa ha. Tay lái dài thì tay lái tròn này em tặng cho anh em tay lái dài luôn. Rồi ít tin nha anh em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.